Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị bài viết có tựa đề Ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết cho Facebooker Trương Nhân sưu tầm đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 27 tháng 1. Mời quý vị cùng chia sẻ. Ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết. Ngày Tết cho dù ở thành thị hay là thôn quê, giàu sang hay nghèo khó, trên bàn thờ tổ tiên hoặc trên bàn tiếp khách, hầu như nhà nào cũng trưng một mâm ngũ quả và cố thể hiện sao cho vừa đẹp mắt vừa hàm ý những điều ước nguyện của gia chủ. Gọi là ngũ quả nhưng thực ra chẳng ai rõ quy định là những loại quả gì mà tùy từng địa phương với đặc trưng về khí hậu, sản vật và quan niệm riêng mà người ta chọn ra các loại quả để thiết kế mâm ngũ quả. Tuy nhiên, dù là loại quả gì, mâm ngũ quả vẫn mang một ý nghĩa chung. Dân cúng tổ tiên thể hiện lòng hiếu thảo và ước mong những điều tốt lành trong gia sự. Mỗi loại quả đều có mùi vị màu sắc riêng và cũng mang những ý nghĩa nhất định. Lê hay mật phụ, ngọc thanh ngụ ý, việc gì cũng trơn tru suôn sẻ. Lựu nhiều hạt tượng trưng cho con đàn cháu đóng. Đào thể hiện sự thăng tiến. Mai do điển phiếu mai, con gái phải có chồng, hạnh phúc không cô đơn. Phật thủ giống như bàn tay của Phật, chở che cho con người. Táo loại trái to, màu đỏ tươi có nghĩa là phú quý. Hồng, quýt rực lên màu sắc mạnh mẽ tượng trưng cho sự thành đạt, thành lòng ý rồng may gặp hội. Bưởi dưa hấu căng tròn, mát lành, hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn. Nảy chuối như bàn tay ngửa, hứng lấy nắng sương động thành quả ngọt và che chở bảo bọc. Quả trứng gà có hình trái đầu tiên, lộc trời. Dưa có âm tương tự như là vừa, có nghĩa là không thiếu. Sung gắn với biểu tượng sung mãn về sức khỏe hay tiền bạc. Đu đủ mang đến sự đầy đủ, thịnh vượng. Xoài có âm na ná như là xài để cầu mong cho tiêu xài không thiếu thốn. Do trái cây càng ngày càng nhiều, loại nào cũng ngon, bổ, nên để thể hiện cao nhất lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, đồng thời cũng nhằm thể hiện tính trình bày mỹ thuật trong con mắt thẩm mỹ độc đáo của nhân dân, nên mâm ngũ quả ngày càng phong phú hơn. Và người ta cũng không câu nệ cứng nhắc ngũ quả nữa, mà có thể là bát cửu, thập quả nhiều hơn, nhưng người ta vẫn gọi là mâm ngũ quả và dù đựng trong đĩa cũng vẫn gọi theo xưa là mâm. Bởi đó là một sản phẩm văn hóa đã xác lập trong quá trình lịch sử lâu dài, được khung đúc trong theo quan niệm về bộ ngũ hoàn hảo. Tùy theo quan niệm của từng vùng miền, người ta sử dụng những loại quả có ý nghĩa riêng. Ví dụ mâm ngũ quả của người Bắc bao gồm bao giờ cũng có nải chuối, thể hiện sự che chở của đất trời cho con người. Nhưng người Nam thì lại cho rằng tư chuối có âm giống từ chuối, thể hiện sự nguy khó, không ngẩng lên được nên không dùng. Hay người Nam cũng không trưng quả cam bởi câu quyết làm cam chịu. Nhưng mâm ngũ quả của người Bắc thì không thể thiếu quả cam với màu vỏ quàng tươi, vàng tươi rói. Mâm ngũ quả của người Nam thường có các loại quả mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài sung, theo câu câu vừa đủ xoài sung. Thêm chân đế là ba trái thơm dứa để thể hiện sự vững chắc. Trong khi với người Bắc, hầu như tất cả các loại quả đều có thể bày trên mâm ngũ quả. Không kiêng, cả quả ớt, cay đắng, miễn sao đẹp mắt và hoành tráng là được. Trưng bày ngâm mâm ngũ quả trong những ngày thiêng liêng đầu năm, đầu tháng mang ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn cực kỳ độc đáo của dân Việt ta. Vì vậy, những người trẻ cho dù tin hay không, tin về ý nghĩa của từng loại quả theo những quan niệm của người dân của từng địa phương cũng nên lưu tâm, tránh dùng hay tặng các loại quả mà người ta kiêng kẻo bị nghĩ oan, rằng ta cố tình đem điều xui xẻo đến cho họ.